Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Toàn cảnh đám cưới 3 tỷ của Đan Nguyên vợ doanh nhân sáng nay, ngày 11 tháng 5, lễ cưới của Đan Nguyên cùng vợ Thu Hoài đã diễn ra sáng nay 11 tháng 5 tại Mỹ, giờ địa phương. Đã có rất nhiều fans của nam ca sĩ túc trực để chờ đợi hình ảnh đầu tiên của chú rể cùng cô dâu. Sáng ngày 11 tháng 5, giờ Mỹ, đoàn nhà trai của ca sĩ Đan Nguyên với sự hiện diện của ba mẹ, cô, chú cùng đông đảo bạn bè đã có mặt đông đủ tại nơi tổ chức hôn lễ để tiến hành nghi thức cưới cổ truyền của Việt Nam. Cô dâu Thu Hoài và chú rể Đan Nguyên đều mặc trang phục áo dài Việt Nam trong buổi lễ. Thu Hoài đã rất xúc động và khóc rất nhiều trước những lời căn dặn của ba mẹ trước khi về nhà chồng. Buổi tối cùng ngày, tiệc cưới cũng được tổ chức tại khách sạn Fairmont San Diego. Lễ thành hôn của Đan Nguyên có sự góp mặt của đông đủ người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Ngoài ra còn có thị trưởng hạt Santa Clara, thị trưởng thành phố Mipita và phó tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco cũng đã đến tham dự lễ. Sau lễ cưới trong mơ, nữ doanh nhân Thành Đạt cùng chồng đã tổ chức buổi tiệc tri ân ấm cúng bên cạnh những người bạn, người thân và ekip hỗ trợ chị thực hiện đám cưới. Để có một đám cưới chỉn chu và trọn vẹn nhất, nữ doanh nhân đặc biệt gửi lời cảm ơn đến toàn thể khách mời tham dự, các hoa khôi doanh nhân, người đẹp nhận lời biểu diễn mở màn tiệc cưới, đạo diễn Nguyễn Quý Khang, ekip chụp ảnh, quay phim, chuyên gia trang điểm làm tóc, ekip nhà hàng Rex, chủ hôn, giáo sư Hà Tôn Vinh. Nữ doanh nhân cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người chồng Đan Nguyên của mình, những người đàn ông mang đến hạnh phúc tuyệt vời cho chị. Các khách mời tham dự tiệc cảm ơn cùng chọn chung sắc trắng để tạo nên sự đồng điệu và sang trọng. Để buổi tiệc tri ân trở nên thật ý nghĩa và ấm cúng, nữ doanh nhân đã cùng chồng tự tay chuẩn bị mọi thứ, từ việc thử món ăn đến việc chuẩn bị quà cho khách mời tham dự. Sự chỉn chu và chân tình của Thu Hoài khiến khách mời bất ngờ và trân trọng. Sau đám cưới, nữ doanh nhân Thu Hoài cùng chồng Đan Nguyên tiếp tục hành trình yêu thương của mình khi tiếp tục tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thả cá phóng xanh và xây cầu cho người dân. Những việc làm ý nghĩa này của chị nhận về rất nhiều sự ủng hộ, tán dương và ngưỡng mộ. Đan Nguyên, tên thật Nguyễn Đặng Đan, là một ca sĩ hải ngoại thành công với dòng nhạc trữ tình trước năm 1975, hiện cộng tác với Trung tâm Thúy Nga từ đầu năm 2016. Trước đó, anh đã từng cộng tác với Trung tâm Thúy Nga từ đầu năm 2016. Trước đó, anh đã từng cộng tác với Trung tâm ACR từ năm 2007 đến đầu năm 2016. Đan Nguyên sinh ngày 9 tháng 7 năm 1984 tại thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Năm 1998, anh cùng mẹ và hai em gái, một em trai sang định cư ở Hoa Kỳ theo diện Rover, nơi định cư đầu tiên của An Nguyên là quận Cam, Nam California. Họ Nguyễn tên Đan, nên anh đã lấy nghệ danh là Đan Nguyên, tên gọi thân mật là Đan. Hiện nay, Đan Nguyên thường xuyên góp mặt trong các tiếng nói, chương trình ca nhạc của người Việt ở hải ngoại, cũng như lưu diễn ở Anh, Canada và Úc. Vợ Đan Nguyên tiết lộ bí mật sau đám cưới, quay lại Mỹ sau 11 ngày về nước làm live show cho chồng. Doanh nhân Thu Hoài đã chia sẻ những bí mật sau cuộc hôn nhân với Đan Nguyên. Tôi biết anh Nguyên được gần 10 năm rồi, nhưng chính thức quen nhau thì khoảng 1 năm thôi. Vì cuộc sống và công việc của cả hai khá là khác so với nhiều cặp tình nhân nên cách tỏ tình cũng khác luôn. Điều này xin cho tôi được giữ. Nhưng có một điều tôi đặc biệt ấn tượng, đó là vào ngày sinh nhật của tôi, khi đó tôi đang ở bên Mỹ, còn anh Nguyên ở Việt Nam. Anh Nguyên đã làm tôi cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được một bó hoa thật đẹp kèm theo tấm thiệp với lời chúc rất ý nghĩa. Sau này vào mỗi dịp lễ hay sinh nhật, anh Nguyên đều gửi hoa kèm theo những tấm thiệp cho tôi. Tuy là một ca sĩ luôn được các fan tặng hoa, nhưng anh trưởng luôn tự mình đi chọn và mua hoa tặng cho tôi thay vì nhờ nhân viên mua giúp. Điều đó khiến tôi thấy vui và cảm động. Anh Nguyên sống tình cảm và có một tấm lòng đáng quý, đó là rất thương người. Đối với gia đình, bạn bè, các fan và đặc biệt là những người có hoàn cảnh kém may mắn, anh ấy đều dành một tình cảm chân thật. Chính vì ưu điểm này của anh đã khiến tôi đồng ý theo anh ấy suốt cả cuộc đời. Tôi luôn tin rằng,
Một người đàn ông có được đức tính đáng quý như vậy, anh ấy sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ bé của mình, đầy chắc. Chắn không phải là nhược điểm của anh trong công chúng mà ngược lại, tôi tin rằng anh Nguyên có được sự thành công trong lĩnh vực nghệ thuật và luôn được khán giả yêu thương bởi chính tính cách chân tình, hiền lành và không biết tranh đua với đồng nghiệp. Có quá nhiều tin đồn về cuộc hôn nhân của anh chị, có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi vì đã yêu người nổi tiếng? Cũng có chứ, tuy nhiên, có trải qua nhiều sóng gió thì mình mới biết trân quý tình cảm vợ chồng hơn nữa, cuộc đời mà không có gì là hoàn hảo cả, huống chi là hôn nhân. Quan trọng là tôi và anh Nguyên sẽ cố gắng hơn nữa để có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống để giữ gìn hạnh phúc của mình. Đó có phải lý do chị vẫn một mực tin chồng khi anh có dính scandal tình ái với một phàn nữ trước đó? Đã là vợ chồng thì điều quan trọng cần có là sự cảm thông và tin tưởng. Mỗi một sự việc xảy ra, tôi luôn nhìn ở nhiều khía cạnh để có những quyết định đúng đắn nhất với chuyện của anh Nguyên cùng với một fan trước đó. Đối với tôi thì đó là chuyện quá khứ của anh ấy. Và nếu là quá khứ thì tại sao chúng ta lại phải bận tâm làm gì? Tôi không muốn nói tới mà chỉ cố gắng cùng anh Nguyên giải quyết và hướng đến tương lai. Gặp nhiều chứ. Nhưng có một câu nói của phương Tây, tiêu ra tờ chu to be friend than an enemy, nghĩa là thà là làm bạn chứ đừng làm kẻ thù, và tôi luôn lựa chọn làm bạn với các bạn ấy ngay cả những fan không thích mình. Tôi nghĩ nếu mình thật lòng và biết thông cảm với các bạn thì một ngày nào đó họ sẽ hiểu và làm bạn với mình thôi. Rất may mắn cho tôi khi anh Nguyên luôn nói tốt về tôi với các fan để mối quan hệ giữa tôi và các bạn được tốt đẹp. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các fan của anh Nguyên. Dù các bạn chưa từng gặp mặt tôi nhưng đã dành tình cảm cho tôi trong suốt thời gian qua. Những chuyện không hay đã qua với chồng và bản thân mình, chị rút ra được điều gì để bảo vệ cuộc hôn nhân này? Phải nói là cuộc hôn nhân của tôi và anh Nguyên đã trải qua rất nhiều sóng gió. Tuy nhiên, được là vợ chồng với nhau đó không đơn giản là duyên số nữa mà là định mệnh thì đúng hơn. Đối với tôi, hai tiếng vợ chồng rất là cao cả, và khi có những chuyện không hay xảy ra, nếu chúng ta biết tin tưởng, trân trọng tình cảm và tình nghĩa vợ chồng thì ơn trên sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. Bên cạnh đó, cũng cần phải có sự cố gắng và kiên nhẫn nữa. Hai vợ chồng sống xa nhau đến nửa vòng trái đất, vậy điều gì giữ lửa cho cuộc hôn nhân này? Tuy năm nay tôi không thể đón Tết âm lịch cùng chồng và gia đình chồng, nhưng tôi thấy rất hạnh phúc vì đây là cái Tết đầu tiên mình có được một người bạn đồng hành trong cuộc đời. Tôi may mắn khi có được sự thông cảm của gia đình anh Nguyên, và về chuyện gia đình thì nói thật, anh Nguyên giỏi hơn tôi nhiều nên anh luôn biết sắp xếp và quyết định mọi kế hoạch đối với gia đình hai bên. Mỗi nơi đều có nền văn hóa và cuộc sống khác nhau. Tôi may mắn khi được trưởng thành tại Mỹ, được học hỏi và thụ hưởng những kiến thức tại nơi này. Điều đó giúp cho tôi trở thành một người phụ nữ bản lĩnh và hiểu biết. Nhưng bên cạnh đó, tôi cảm thấy tự hào vì mình là người Việt Nam khi mà cuộc sống tại quê hương đã dạy cho tôi cách sống tình cảm, trân trọng cuộc sống gia đình, biết gắn bó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.